Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Chúc cho hai con là trăm năm kết nghĩa vuông tròn, bước sang năm mới sẽ có con ấm bồng. Dạ. Phải. Bác Sáu cũng là chúc cho hai cháu. Dạ. Hang là trăm năm hạnh phúc. Dạ. Hang. Rồi công việc là cũng hoàn thành là xuất sắc nha. Dạ. Dạ con cảm ơn bác Sáu. Cảm ơn bác Sáu. Con xin gửi lời cảm ơn tới ba mẹ cũng như là tất cả cô chú bác các anh chị đã về đến chung vui ngày hôm nay của con. Bên cạnh đó là cảm ơn tất cả các bạn bè đã bỏ không ít thời gian của mình để đến chung vui cùng con. Cùng mình thì bên cạnh đó thì cũng hy vọng là mọi người sẽ có một cái bữa vui thật là vui và hạnh phúc.
hôm nay là ngày gia đình tôi dẫn tôi đi rước dâu. Tôi rất hạnh phúc và tôi trông chờ giây phút này đã từ rất lâu rồi. Hello bà con, hello mọi người. Hôm nay là ngày vui của bạn mình. Mình là rể phụ. Nói chung là rất là vui và hạnh phúc khi được đứng đây để chia sẻ cái cảm xúc với mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Hello, mọi người. Tôi đã cưới được vợ rồi. That's a patrol. And it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go. Con tàu đã bắt đầu khởi hành. Nó đưa chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đi hết con đường còn lại. Vợ chồng chúng tôi sẽ cùng nhau bước vững trên con đường phía trước. Hiện tại là cũng không biết nói gì hơn, rồi hiện tại là cảm xúc là rất là hạnh phúc. Tại vì thật sự là hai đứa quen nhau rất là lâu rồi, tới bây giờ là như thế này là rất hạnh phúc quá. Hai đứa mà có được ngày hạnh phúc như hôm nay cũng nhờ ông bà, cha mẹ, đặc biệt là ba mẹ hai bên. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn bà, cảm ơn mọi người. Thì cũng báo hai họ, thì hôm nay là cái ngày đi đưa cháu dâu tôi về nhà chồng. Nhưng mà cũng sẵn dịp vừa đến gia đình họ nhà ta và đồng thời cũng giới thiệu với bà con hai họ hai bên, kể cả khách ở thành phố Vĩnh Long, rồi Sa Đéc, Cao Lãnh, thì đây là cũng con đường để đi tới là cái cây da Bính Ngự, trên cái bảng mà bà ca đó, dưới là cái khu du lịch Phương Nam của Bảy Thành, để quý vị biết rồi bơi bốt tới. Thì đây là một điều vinh hạnh của gia đình tôi và cùng quý vị cũng cùng tham gia đi trên chiếc đưa dâu này. Who cares, baby? I think I wanna.